Shop Arc Liên Quân .vn, nơi bán nick Liên Quân uy tín, giá rẻ, các vòng quay hấp dẫn, các trò chơi đặc sắc. Truy cập ngay Shop Arc Liên Quân .vn. Ok, chào toàn thể anh em đến với channel của chúng ta. Thì trong clip này nơi mà Hà sẽ làm về vị tướng Elsu. Anh em thấy thì ở mục cấm tròn á, tem mình đi gọi là pick ngay hai vị tướng tăng hình. Đầu tiên luôn là Batman. Và đó là vị trí Quillant. Thì mình thì không ngần ngại sau khi tem mình đi pick hai vị tướng tăng hình, pick luôn đó là Elsu để khắc chế. Thì xíu nữa khắc chế như thế nào thì mình sẽ phân tích cho anh em. Đầu tiên thì cứ nâng chiêu 2 trước, rồi sau đó thì cấu rỉa thôi. Trận đấu này thì tem bên bàn có gión 1 phạt này, thêm phạt nữa là 2 phạt này, rồi môi thêm cho phạt nữa này, môi thêm cho phạt nữa là 3 phạt. Tất nhiên thì với gión có cái siêu hồi máu thì nó cũng hồi lại một lượng máu khá là ổn. Nhưng mà dầu sao thì cũng cấu rỉa đi khoảng hơn nửa lượng máu của vị tướng xạ thủ tem bên đích, vậy là ổn rồi. Rồi pha này thì Zuka đang ngắn này, một phạt viễn trinh kích này, thêm phạt bắn thương này. Pha này thì chưa hồi viễn trinh kích, em đã chuẩn bị hồi này. Rồi này thì Zuka, này thì Zuka này, một phạt viễn trinh kích vừa ăn được, đó là con đom đóm vừa ăn được màng của Zuka nữa. Và cuối cùng thì khá là thơm tho. Trên đầu này mình nghĩ là Batman đi SP á, nhưng mà chắc có lẽ là do thầy đó là Elsu là xạ thủ nên là chắc có lẽ Batman đi vị trí đi rừng rồi. Đổi lại dành cho Zuka anh em ạ. Có lẽ là hơi sờ hơi rèn đến từ vị trí Batman chăng. Thực tế thì cầm Elsu thì gần như khắc chế hoàn toàn vị trí của Batman luôn. Nếu mà anh em đặt mắt một cách hợp lý nhá, phải đặt mắt hợp lý anh em ạ. Đấy này, ví dụ như pha này chẳng hạn thì mình vừa đặt cái mắt ở bụi cỏ bị Zuka gỡ thì mình biết là Zuka vừa mới vào gỡ thì mình sẽ đó là đặt thêm cái đấy nữa đấy. Batman anh em thấy kiểu là Batman không dám lao vào ấy, bởi vì có tầm nhìn mà, có tầm nhìn thôi thì đó dễ dàng thôi. Đấy, Batman định đó là lại gỡ cái mắt nhưng mà không thành công. Khi mà ghi đu tem mình thì cũng lại hỗ trợ và check cái bụi cỏ này thôi. Ê, Batman lao vào này. Thì anh em thấy thì thấy tầm nhìn hoàn toàn nên mình thể mình gọi là chủ động để né được. Thì các vị tướng xạ thủ có khả năng làm lộ tầm nhìn, các chiêu thức có khả năng làm lộ tầm nhìn của vị tướng tăng hình là chiêu 1 ứng tràm của Elsu này. Rồi tiếp đến thì Lindis với đó là chiêu 1 và chiêu 2. Chiêu 2 thì đối phương dầm phải ấy. Rồi tiếp đến thì xéo cá với đó là chiêu 2 đắc đàn, đối phương dầm phải thì cũng bị lộ tầm nhìn. Bên cạnh đó thì chiêu cuối của vị tướng té rí nữa. Các vị tướng xạ thủ có khả năng làm lộ tầm nhìn của các vị tướng tăng hình. Rồi, và này thì ghi đu của tém mình lao lại. Ôi, ulti tốc biến hay nè, một phát viễn trinh kích Zuka chỉ còn xỉu máu, mình tốc biến lên chơi luôn. Bắn thương, bắn thương và bắn thương và double cứu dành cho mình. Pha đỏ thì 10 điểm dành cho đỏ đẹp về tém bên mình anh em ạ. Một phá gọi là lao lên bằng chiêu 1, sử dụng đó là vương quốc vang, thêm cái tốc biến nữa. Và cuối cùng thì khống chế được hai người của tém bên địch và tiễn hai người tem địch lên bảng điểm số. Double kill dành cho mình, 10 điểm dành cho đó là vị trí của Guido. Và hai quân bài này, Guido và Elsu, là một cặp combo cực kỳ là đẹp nhá. Một cặp combo tuyệt vời luôn đấy. Đây, pha này Batman lại bị lộ tầm nhìn thôi. Nghỉ thì cũng tồi nhưng mà thôi thì cũng kê anh em ạ. Ôi, bị con rồng hất tung nhưng không sao cả, mình vẫn bắn được. Và bả rào dành cho mình, trầm trọng lực của Zuka được sử dụng, ăn được màng của vị trí Triều Vân tìm bên mình rồi, nhưng mà không sao cả anh em ạ. Vậy là cũng ổn rồi. Rồi, pha này bắn này, này thì Zuka, này thì Zuka này, tiền Zuka lên bảng điểm số. Nhưng mà gión sấy thì cũng khiến ra là vị trí của FP tém mình cũng lên bảng điểm số rồi. Trận đấu này thì Zuka tém bàn lên đồ phụ trợ nhưng mà chưa lên được cái giải. Nên là mấy phá ở giai đoạn đầu thì kỳ đủ khống chế cực kỳ là đẹp, nhưng mà sau có giải rồi thì sẽ khó hơn. Trận đấu này thì mình khá là sánh đấy anh em ạ. 6 màng của team mình lùng 5 màng rồi. Ok, thì đối đầu với John thì có lẽ là cũng khá là dễ chơi ở giai đoạn đầu, bởi vì anh em thấy thì sải tay của mình dài mà,
nên là có thể cực cấu rìa từ xa vị trí của Son. Hồi phá này Guido ulti tiếp anh em, ôi hay quá Guido ấy, 10 điểm dành cho Guido. Zuka thì bỏ chạy rồi. Chất tưởng Zuka thì là một chất tưởng đỡ đòn thì chắc chắn là sẽ không hiệu quả rồi anh em ạ. Chủ yếu là nó lên bắt mình thôi, nhưng mà trận đấu này thì Guido té mình mấy phá ulti đầu trận hay quá. Thế là Zuka không làm được gì luôn, thấp máu và bỏ đó là xả thủ lại. FP bỏ xả thủ và bỏ chạy. Trận đấu này mình nghĩ đó là ý tưởng của Team Enix đâu, đó là bắt mán đi FP để quy lén đi rừng ngay. Nhưng mà cuối cùng thay đổi chiến thuật mà, nhưng mà có lẽ là chiến thuật này thay đổi thì không ăn thua rồi. Và này thì lại thấy tầm nhìn của đó là vị trí bắt mán này, và gần như đó là bắt mán không có cơ hội và thân thành dành cho mình. Nói chung trận đấu này thì gặp tàng hình dễ chơi đấy anh em ạ. Pick eo su khá là dễ chơi ở trận đấu này rồi. Thêm đó là sự kết hợp tuyệt vời của mình và vị trí đó là FP Team Enix nữa. Trận đấu này FP Team Enix tuy là lên bảng điểm số cùng nhiều nhưng mà hay nhá, mình phải công nhận là hay. Nên là nhiều khi anh em đừng có nhìn vào đó là ví dụ FP 03, 04 gì đó mà anh em chửi. Trận đấu này thì phải ghi nhận cực kỳ là hay luôn. Rồi phá này một phát viền trinh kích này. Ủa, đau anh em ạ, ôi những phát bắn của mình bây giờ cũng bắt đầu đó là cực kỳ là đau rồi. Tất nhiên thì càng về sau thì càng đau hơn đấy. Anh em cứ cầu rỉa từ xa dành cho mình thôi. Tuy là Zon với nội tài vô tần tên thì cũng khá tâm khá là xá, nhưng mà so với Yasuo thì không có nghĩa lý gì cả. Phá này Guido timing ulti hay thật đấy, 10 điểm dành cho đó là vị trí của Guido. Ôi phá này thì chiến đấu sạt thương hay quá Guido ơi. Trận đấu này thì phải lời là cặp combo này thì quá là đẹp, Guido và Yasuo. Về phần chiêu thức của vị tướng Yasuo thì mình sẽ đó là phân tích cho anh em như sau. Chiêu thứ nhất, anh em đặt cái ứng tràm thì khiến đối phương đó là bị lộ tầm nhìn, và anh em có thể đó là đặt tối đa 3 cái ứng tràm trên một bản đồ nhá. Anh em thấy thì mình bây giờ hiện tại đang đặt 3 cái, gần như Team Enix ra phát là bị lộ tầm nhìn liền ấy. Và chiều này thì nếu mà anh em đứng yên một chỗ thì giúp đó là tăng xuyên giáp, di chuyển thì sẽ mất đấy. Ví dụ phá này mình đứng yên một chỗ thì tăng xuyên giáp, và cuối cùng một vật bắn của mình nửa tiền bắt mán lên bảng điểm số. Đặt ứng tràm như thế này thì bắt mán tăng hình kiểu gì anh em? Anh em nghĩ bắt mán tăng hình kiểu gì? Bởi vì mình đang đứng ở khu vực bên rừng bên này á, nên là mẹ bên kia thiết kế cho nó di chuyển, còn mẹ bên này đặt ba cái ứng tràm thế này thì bắt mán với quý lén tăng hình kiểu gì, đúng không? Nên là nhiều cái ứng tràm thì anh em nên đặt đó là ở những bụi cỏ, đặt ở những chỗ là đối phương thường xuyên đó là di chuyển thì sẽ tốt nhất. Chiêu hai của vị tướng Yasuo thì đó là viễn trinh kích, chiêu này thì gây sát thương, đó là tâm xá. Chiêu hai này cực kỳ là quan trọng, nếu anh em bắn chuẩn xác thì cực kỳ là hiệu quả, còn nếu mà anh em bắn không chuẩn xác thì thực sự đó là rất là dễ bị đồng đội chửi luôn ấy. Chiêu hai thì anh em cũng có thể tích trữ gọi là 3 lần anh em ạ, còn chiêu cuối thì rất bắn thôi. Với chiêu cuối thì anh em sử dụng thì sẽ rất bắn lùi lại, nếu mà đàn trúng mục tiêu á thì sẽ gây sát thương và làm chậm tốc độ di chuyển. Bên cạnh đó khi Yasuo đạp xuống thì giúp Yasuo tăng tốc độ di chuyển nữa. Thì đó là về chiêu thức của vị tướng Yasuo, đơn giản là như vậy. Nhưng mà quan trọng nhất là anh em thứ nhất là bắn viễn trinh kích làm sao cho chuẩn, thứ hai nữa đặt những cú ứng tràm một cách hợp lý. Còn về chiêu cuối thì thường xuyên là anh em sử dụng để một là bỏ chạy, hai là để tiếp cận tướng địch và gây sát thương bắn. Cách chơi thì cũng khá là đơn giản như vậy. Rồi pha này thì bắt mán lại lui về rồi, mình sẽ bắt là vị trí của quý lén nha. Mình đang có tốc biến lên bắn luôn này, và tiền quý lén lên bảng điểm số. Nói chung trận đấu này thì tuổi thơ cỡ cực dành cho hai vị tướng tăng hình, và kể cả ở giai đoạn cuối trận thì thực sự rất chi là khó. Nếu mà thì tấn công thế này thì Yasuo lại càng thích nữa anh em ạ. Rồi pha này thì ôi Guido timing lại ulti và tốc biến. Trận đấu này Guido tém mình 10 điểm luôn đấy, mình chấm cho 11 điểm luôn đấy. FP hay thực sự, cứ ulti và tốc biến phạt là mình lại có màng anh em ạ. Rồi pha này bắn tiếp này, ôi xuyên 3 người ăn được màng Zuka luôn. Rồi thêm phạt nửa này, nửa cây máu này. Tầm này đám to quá rồi anh em ạ. Nhưng vì tưởng là Team Enix thì cũng màu giấy nữa, nên là mình bắn cực kỳ là thích. Gặp ví dụ Thến này, Toro, Tara các kiểu bắn hơi khó, chứ gặp màu giấy thế này mà cầm Yasuo thì đúng bài rồi.
Một trưởng vụ nổ vang đến từ Guido, thêm một bắn viền trinh kích đến từ áo xú nửa giai đoạn là cuối trận mà Fundo lấy đi một mạng là chuyện bình thường. Rồi pha này Gión này, một phạt này. Với Gión thì là chất tưởng cũng khỏe ở giai đoạn V6 nên nó nói thế chứ cũng không thể chủ quán được. Rồi thêm phạt nữa này, này thì Gión này, ôi pha này thì trúng Zuka chứ không phải trúng Gión. Zuka thì còn bó tiền đó là vị trí Rio Ma tay mình lên bảng điểm số nhưng mình cũng ăn được rồi. Ôi pha này bắn tất tiệt thế. Một pha gọi là bắn trật không thể tin nổi. Rồi pha này quay trở lại chơi luôn này. Này thì trật này, lần này thì không có trật nữa này. Rồi lần này thì không có trật nữa này. Tự nhiên pha đó tiệt thế, không chứ được quá đã cứu rồi anh em ạ. Pha đó mình gọi là bắn gió nhưng mà pha đó trật đấy. Thực sự không ngờ là pha đó lại trật được. Nhưng thôi, triple cứu cũng được rồi. Rất tiếc là không được cái quá đã cứu thôi. Ghi đu tem mình bảo đó là ép win không gión sẩy hết mà đúng thật. Và gión ở cuối game thì nó mà được bảo kế thì thực sự nó mà được sẩy thì nó sẩy mình phạt là cùng trắng máu và gần lên bảng điểm số luôn ấy. Về phần chiếu thực thì mình đã phân tích như vậy rồi. Về nội tài của vị tướng áo xú thì khi anh em gọi là đi sát địa hình thì áo xú sẽ được đó là bước vào trạng thái ẩn thân, không phải tăng hình hoàn toàn nhé, đối phương vẫn thấy đó là cái bóng. Bên cạnh đó thì giúp đồ leo xuống tăng tốc độ di chuyển nữa. Eo su thì bắn sẽ không giá trị mang, nhưng mà những đòn bắn thương của eo su thì có lượng sát thương cực kỳ là lớn, nên là ví dụ anh em gặp tánh cỡ cả kiểu thì anh em hạn chế sử dụng đó là bắn chiêu hái viện trinh kích ngắm cả kiểu. Anh em sử dụng các đòn bắn thương dành cho mình với kiếm phơ nía và đánh theo phân trăm máu với các món đồ xuyên giáp nữa thì eo su sẽ cực kỳ là khỏe luôn. Rồi, những tình huống này thì cứ bắn viện trinh kích tâm xa đấy anh em ơi. Cũng không cần đó là quá. Ôi, pha này nửa cây máu. Ôi, bọc hơi cả hai người luôn. Thêm phạt nữa này. Về phần trang bị thì anh em lên cho mình áo xù như sau. Món đồ đầu tiên thì dây dù mục tăng tốc đánh. Món đồ thứ hai, kiếm mũ Ramatha xuyên giáp. Món đồ thứ ba, kiếm phơ nía đánh theo phân trăm máu. Món đồ thứ tư, đó là cây nánh. Tăng thêm công vật lý, máu đối phương dưới 50%, máu chịu thêm 30% sát thương. Món đồ thứ 5, phức hợp kiếm những cú bắn sẽ đau hơn. Và món đồ cuối cùng đó là giáp hồ mây. Đó là biểu đồ dành cho là vị trí của áo súp. Còn phù hiệu thì mình sẽ sử dụng đó là luyện kiếm để tích lũy cái lượng vang tổ thớn nhá. Anh em cứ bắn chiêu hái là tích lũy được cái lượng vang nhờ phù hiệu đó là luyện kiếm. Rồi vào đây, ôi ô cái gì của tem Mendic. Cái rì của tem Mendic kiểu là ồ máu túi đấu, máu túi đấu ấy. Một phát bắn thương mà lấy đi khoảng gần nửa lượng máu của Batman rồi. Nên anh em không cần nhất thiết là lúc nào cũng phải đó là viện trinh kích mà anh em bắn thương cũng ok dành cho mình nhá. Rồi Batman lao ra định bắt mình nhưng mà gần như đó là mình đặt những cái ứng tràng thế này Batman vô tác dụng. Một phát viện trinh kích tiện Batman lên bảng điểm số. Trận đấu này thì Batman và Quỷ Lén không được chơi game rồi. Zuka thì vẫn có mấy lần được chơi game khi mà bắt được FP tính biến mình á. Nhưng mà bắt mình thì có lẽ là cũng hơi vất vả. Bây giờ thì mình đang còn đó là cái giáp hồ mạnh nữa ấy. Lỡ mật thì lên cái liềm đoạt mạnh Quỷ Lén đình tăng hình lao ra ghi đủ tém hình ulti tốc biến. Bốc hơi luôn mình tốc biến chơi luôn vị trí của gió ấy. Ban có tốc biến thì mình cũng có tốc biến. Rồi Karisi thì ăn được lấy đi được cái giáp hồ mạnh của mình bán lên cái liềm đoạt mạnh đó. Về bảng ngọc dành cho áo xú thì anh em lên cho mình như sau. Ngọc đỏ tỷ lệ chỉ mang, túi lấy áo xú không bắn ra chỉ mang nhưng mà mỗi phần trăm tỷ lệ chỉ mang thì quý ra công vật lý, nên là anh em quý đổi giá đó là ngọc tỷ lệ chỉ mang, quý ra công vật lý sẽ lớn hơn. Tiếp đến thì anh em lên cho mình ngọc tím thì 5 viên tốc đánh tốc chạy và 5 viên hút máu, còn ngọc xanh công vật lý và xuyên giáp. Thì trận đấu kết thúc, cảm ơn anh em đã theo dõi clip nha. Bye bye, chúc anh em luôn vui vẻ và leo rank thành công.